Cũng trong tối qua ngày 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 7085 về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống COVID-19 đối với người đến trở về Đà Nẵng từ các địa phương khác. Cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất trước khi đến về Đà Nẵng, người dân phải thực hiện các yêu cầu chung bao gồm Đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của Đà Nẵng, ứng dụng Đà Nẵng Smart City vào mục đăng ký vào thành phố Đà Nẵng hoặc vào trang khai báo y tế.danang.gov.vn vào mục Người dân khai báo đăng ký vào thành phố Đà Nẵng và lưu lại mã QR được cấp để sử dụng khi di chuyển đến về thành phố. Thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng chống dịch hiện hành. Khi đến chốt kiểm soát dịch của thành phố Đà Nẵng, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm không thu phí trước khi vào thành phố. Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2, phải tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng chống COVID-19 theo quy định hiện hành đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3, cấp 4 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến thành phố bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố phải tự nguyện thực hiện trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch. Trong đó, người dân đến về từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3 không phải cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe. Đối với cấp 4, người tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 phải cách ly tại nhà nơi lưu trú đủ 7 ngày kể từ ngày đến về thành phố. Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tại nhà nơi lưu trú đủ 14 ngày. Trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng chống COVID-19, để cách ly tại nhà nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí. Trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi thuộc diện cách ly thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế nếu cần thiết và có người chăm sóc cách ly cùng theo quy định. Chi phí xét nghiệm và cách ly y tế người dân tự chi trả. Trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách thì được xem xét hỗ trợ. Đối với đoàn công tác lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách từ các địa phương có dịch ở cấp độ 4, các vùng cách ly y tế đến về lưu trú tại Đà Nẵng dưới 24 giờ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ đồng thời đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và di chuyển trên tuyến đường cố định theo kế hoạch công tác, vận chuyển, không dừng đổ tại địa phương có dịch khác. Trong trường hợp đến về Đà Nẵng và lưu trú tại thành phố trên 24 giờ, áp dụng biện pháp cách ly y tế 7 hoặc 14 ngày tại nhà nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống COVID-19. Trường hợp thuộc diện cách ly y tế nhưng cần phải rời khỏi Đà Nẵng khi chưa hoàn thành thời gian cách ly y tế thì phải có phương án được sự y tế thống nhất trước khi đến về thành phố.